giờ thưởng thức cá song theo phong cách của người Quảng Ninh chưa ạ? Lẩu cá song thuyền chài tuy là với cách chế biến rất đơn giản nhưng lại giúp cho chúng ta thưởng thức trọn vẹn được vị tươi ngon của hải sản Quảng Ninh. Và đây thì cũng là món ăn mà chương trình ẩm thực Quảng Ninh kỳ này muốn giới thiệu tới các bạn. Cá song sau khi làm sạch, sơ chế, cắt khúc được bày ra đĩa. Các nguyên liệu không thể thiếu của món lẩu này là cà chua, me và ớt tươi. Lẩu cá song thuyền chài sử dụng những gia vị cơ bản như dầu ăn, hạt nêm, mắm, mì chính. Chuẩn bị rau và nấm kim châm để nhúng lẩu, thế là bạn đã có thể tự tay nêm nếm và chế biến món lẩu cá song thuyền chài vừa đúng chất của người vùng biển lại vừa hợp với khẩu vị của bạn. Vâng, quý vị và các bạn biết không ạ, món lẩu thuyền chài thì đúng như là tên gọi của nó, được bắt nguồn từ những người dân chài. Và có một điểm đặc biệt của cái món ăn này, đó chính là nước dùng. Như các bạn thấy là ở đây thì đầu bếp đã chuẩn bị cho Hải Thu một nồi lức trắng. Và cách nấu thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn không cần cho quá là nhiều gia vị. Hầu như là chỉ có vị chua từ me này, từ cà chua thôi. Và các bạn có thể tự nêm nếm gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị của mình. Và bây giờ thì Hoài Thu sẽ tiến hành nêm gia vị trước nhé. Cách làm nước lẩu rất đơn giản. Bạn cho lần lượt me, cà chua, dầu ăn, nước cốt me, gừng, ớt tươi, hạt nêm, mì chính, nước mắm. Muối đều và đợi nước lẩu sôi. Nước đã sôi rồi và bây giờ thì chúng ta có thể thả cá vào rồi các bạn ơi. Ngon chưa quý vị ơi? Nếu như ai yêu thích hải sản Quảng Ninh thì hầu như là các bạn sẽ biết rằng cá song là loại cá rất là nổi tiếng ở đây. Và với cách nấu đơn giản như thế này thôi thì Hoài Thu đảm bảo rằng các bạn sẽ thưởng thức được trọn vẹn cái vị thơm ngon của cá. Và có một điểm đặc biệt là thịt cá rất là chắc và ngấm một chút vị chua nhẹ từ nước dùng kèm với cả nước mắm thôi thì đã khiến cho chúng ta có một món ăn rất là tuyệt vời.